Không biết, nấu có nồi cơm cháy rồi, ngồi đó cạo. Nhưng mà chắc là cố tình nấu cơm cháy đó mà. Rồi, họ thích cố tình nấu cơm cháy để mọi người được hưởng món cơm đặc biệt của chùa Xá Lợi đây. Chứ không phải là không biết nấu. Rồi, vui vẻ nha, nấu thêm vài nồi cơm cháy nữa nha.